Nó cắm thôi. Đâu? Ta chả cái gen này. Gì nữa? Đấy, mùi đấy. Làm đồng ca vang lừng. Xin được cho ở má đây. Bài ở má đây. Ở má in có bớt lại bị in lạc lên á. Mày ở má mày. Chúng pin lạc hả pin đây. Mình nó thăm thôi. Bác hợp bình lạc kia nè. Thẳng bác hợp bình lạc nè. Bảo phân nhé. Ngon có mấy ngon. Bảo phân nó bảo phân nè. Bác hợp bình lạc kia nó chăm ít thôi nè. Chẳng chứ lên nhau đi nhau. Thay chẳng chứ ao khẩn nhau đi nhau. Nó thẳng ao tin lấy hiếu mưa lâu. Thay chẳng chứ lên nhau. Thay ra chèo phụ tư ao khẩn nữa rồi. Nó thẳng ao khẩn nhìn má lo. Con mít tin là hiếu tay khai chẳng biết khinh nhau là cân khai chẳng biết khinh nhau là cái gì sung sung mà là con mít tin là hiếu mà
เป็นหมูตังเล่จะว่าเดี๋ยวเป็นไมึงตั้งนี่มาไหนมึงเรียกได้ไหมมึงเอาหินมึงตั้งนี่มึงหาสลับนั่นมึงเนี่ยสลับก็ชื่อคนนี่สลับนั่นมึงใส่อันนี้เลยเจ้านี่เหรออืมอีหูชื่ออืมเอาอีเหรอเจ้านี่เหรออืมอย่าไปนะเนื้อไข่ตัวสองไร่ตัวสองไร่ดิWhat?
นี้ยตั้งเงินนะไอตั้งเงินขายเส้นล้ำตั้งเงินนะได้นะทำนะทำนะทำไมตั้งตั้งตั้งทำดีนะอะไรแต่นอกดีนะนะแล้วก็ติดดาดด้วยตัว
บ่อยเลยผมเข้าทานหน้าไหมเข้านะปาดะเจ็บปั๊มปาดไอ้เจ้าเหนียวชมเจ้าเหนียวนะนี่เราปั๊มเสร็จแล้วไปเห็นไหมมาปั๊มเสร็จแล้วไปผมเข้าได้ต้มข้าวอ่ะนั่งแฟนนะนะมันเปียกแท้ดิเชยดิดิเชยเป็นเกียดิดิคนมันเปียก
ไปซะซะเน่าเนาะบ่เอาละกวนๆมันน่าจะใหม่ใช่ไหมนะいいかな。เป็นไงเลยไม่เป็นหรอกนะเป็นนะแชปเงินออกมาเข้าไหมมันหลีกที่นอกปีนี้สวยอันฟองหัวช้างra đi tí ăn xong rồi cho ăn đi ra đi tí nữa ăn nhé đấy ngồi đấy No.
Thử thử ăn nhắm mít nhá. Thôi nhờ xin nhé. Thử thử ăn nhá. Thằng bắt đầu kinh nhựa. Ăn đi. Đấy, ăn ở ngoài tí cho ăn xong. Ya, yeah, temakin ini. Coba temakin ini. Coba ane. Ane. Dek, tono. Dek, mít ăn giỏi chưa? Nah, cuma hujan nene. Sepunan, nah cak nama nene. Pun cak nama nene. Non cum lah, batian kena. Non nene. Anak nene. Anaknya. Anaknya. Anak mana? Anaknya. Pun nama nene. Đàn đồng ca vang lừng ngon lắm, ngon lắm. Cái tự nhiên này gặp chữ trên non bình minh vừa tỉnh giấc, nắng nhuộm hồng núi xanh, tiếng sóng rung vách đá rục trôi chân bước nhanh. Chữ bay lên ngàn từng lý gian tiên hát, càng đi chân càng vững lớp học ngang lưng. Một tiệm cà phê của Pháp để sơn đèn điện, xem chiếu bóng và máy nước, những cái đó trước kia. Sau đột nhiên anh đột nhiên hỏi người bạn, âm thanh của người ai đã một lần lên Tây Bắc được nghe tiếng kèn của người Mông sẽ thấy nhớ, thấy thương, thấy vẫy tác bằng gỗ cùng sáu ống trúc lớn ngỏ dài ngắn khác gì tình anh em. Được biểu lộ tưởng tượng thêm một chút đi lên chợ xuống nương, tiếng kèn hòa với tiếng cười reo vang náo nức khắp làng bản. Mỗi độ xuân về, tiếng khèn trở thành rủ nhau về càng đông, cào cào áo xanh đỏ, giã gạo ngay ngoài đồng. Hạt chĩu bông đung đưa chờ trị gió, mách tin mùa chín rộ đến.